Thưa quý vị, trong năm 2022-2023, ngân sách sẽ cấp bù 2% lãi suất cho doanh nghiệp có khả năng trả nợ và có khả năng phục hồi trong ngành du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống. 40.000 tỷ đồng sẽ được chuyển tới các doanh nghiệp thông qua ngân hàng. Triển khai nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 11. Theo đó, ngân sách sẽ hỗ trợ lãi suất 2% một năm tối đa 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ và có khả năng phục hồi trong một số ngành lĩnh vực. Đây là gói kích thích kinh tế mà cộng đồng doanh nghiệp mong mỏi sớm được triển khai bởi doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Hỗ trợ lãi suất 2% thì đây là cái khoản hỗ trợ mà nó trực tiếp nó đi vào cái doanh nghiệp mà đang vận hành, với những người mà đang vay vốn để đầu tư, những người đang có cái dư nợ ngân hàng là những người mà đã tổn thương lớn nhất. Gói bù lãi suất hướng đến mục tiêu là làm giảm chi phí tài chính cho những doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch, giúp doanh nghiệp phục hồi, hướng đến những ngành có đóng góp cho việc phục hồi kinh tế. Do đó, các doanh nghiệp đang rất mong chờ gói hỗ trợ này để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhằm khôi phục sản xuất. Hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ rồi, nhỏ và siêu nhỏ rồi. Thật ra là họ co cầm lại, thật ra là cái việc mà tiền, cái nguồn tiền của họ bây giờ là họ gần như là họ cũng cần kiệt. Càng ngay là cái giải pháp về vốn cho doanh nghiệp. Được biết, quy mô gói hỗ trợ lãi suất tối đa là 40.000 tỷ đồng, áp dụng trong năm 2022-2023. Nếu trong 2 năm vẫn chưa giải ngân hỗ trợ hết 40.000 tỷ đồng, cũng dừng lại. Trường hợp đến giữa năm sau, toàn bộ 40.000 tỷ đồng đã hỗ trợ hết, gói cấp bù này cũng sẽ dừng lại. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ liên quan để dự thảo nghị định, dự kiến ban hành trong quý 1 này. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng trình Chính phủ cho áp dụng thủ tục rút gọn để ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn để có thể triển khai ngay cấp bù lãi suất sau khi văn bản được ban hành. Trong tiếp cận vốn, nó không phải là cái mà chúng ta giảm lãi suất, mà là các cái hành động đó phải nhanh, nó kịp thời. Và cái điều đó là cái mà rất là khó khăn để tiếp cận vốn. Và chúng tôi mong rằng là các cái ngân hàng sẽ triển khai nhanh các cái cam kết, cũng như là giảm mạnh những cái cần phải giảm. Và đây là lúc mà doanh nghiệp và ngân hàng cần phải ngồi lại với nhau nhanh và kịp thời hơn. Hiện nay triển vọng sản xuất kinh doanh tương đối thuận lợi, nhưng điều khó khăn nhất vẫn là nguồn tài chính để phục vụ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, nhất là để gia tăng sản xuất, xuất khẩu. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 1 năm 2022, dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 201.000 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm 2021. Ngân hàng Nhà nước cho rằng mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp là cộng sinh, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng là gỡ khó cho ngân hàng. Do vậy, hệ thống ngân hàng tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, theo quy định của cấp trên, nhằm mục tiêu chính sách có thể đến với doanh nghiệp thuận lợi nhất có thể.